Thưa quý vị, đoàn công tác ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh An Giang vừa đến giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Tri Tôn và Châu Thành. Tại huyện Tri Tôn, đến nay có trên 116.400 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 98,88% dân số, gần 6 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 7,13% lực lượng lao động trong độ tuổi và đạt 81,15% chỉ tiêu. Trong đó, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 89% chỉ tiêu, tự nguyện đạt trên 60% chỉ tiêu. Tỷ lệ đồng bộ căn cước công dân với bảo hiểm y tế đạt 91,13%. Cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID đạt trên 66,4%, có 2 trên 4 xã nông thôn mới duy trì đạt chỉ tiêu về bảo hiểm y tế. Tại buổi làm việc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn đề nghị ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện Tri Tôn và các xã thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỉnh giao, nhất là mở rộng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp, bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Riêng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt chỉ tiêu về bảo hiểm y tế theo quy định. Tại huyện Châu Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, thu hút ngày càng đông người dân tham gia, đồng thời có giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế học sinh, tăng cường công tác kiểm tra liên ngành nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, huyện Châu Thành có gần 21.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 99,92% so với chỉ tiêu tỉnh giao. 18.600 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt trên 105% chỉ tiêu tỉnh giao, và trên 142.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 93,95% dân số. Trong đó có trên 24.800 là học sinh sinh viên. Tại thành phố Long Xuyên, người dân cũng đang hối hả chuẩn bị cho những chuyến hàng cứu trợ hướng về miền Bắc yêu thương. Tại một số điểm tập kết hàng cứu trợ trong thành phố, người dân đã mang đến rất nhiều vật phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho bà con như chăn màn, quần áo ấm, đồ dùng vệ sinh, đèn pin, tã, sữa. Những vật dụng này sẽ giúp cải thiện điều kiện vệ sinh của người dân trong những khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hàng trăm chiếc bao đựng cũng đã được gom góp nhằm đảm bảo việc cất giữ đồ đạc cá nhân một cách thuận tiện đến an toàn. Các loại thuốc không kê đơn như thuốc cảm, hạ sốt, đau bụng cũng được gửi đi nhằm giúp người dân phòng tránh và đối phó với các bệnh thông thường trong điều kiện sinh hoạt khó khăn. Lương thực thực phẩm luôn là nhu cầu cấp thiết trong những ngày này, và người dân Long Xuyên không quên gửi đi những bao gạo nặng trĩu nghĩa tình cùng các loại thực phẩm bổ dưỡng như sữa, bánh mì, xúc xích. Đây là những thực phẩm tiện lợi, dễ bảo quản và cung cấp năng lượng nhanh chóng cho người dân vùng thiên tai. Em cũng mong là những cái điều này có thể lan tỏa tới mọi người để mọi người có thể chung tay một chiếc bánh, một chiếc kẹo, cũng là những cái điều nó sẽ góp sức rất là lớn để mình có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn như thế này. Không ai bị bỏ lại phía sau là lời hứa mà người dân Long Xuyên dành cho đồng bào miền Bắc thân yêu. Những hành động đẹp này không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và nghĩa đồng bào trong cơn bão lũ. Những món quà cứu trợ ấy không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên sâu sắc, là tình cảm yêu thương của bà con miền Nam để người dân vùng lũ có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định cuộc sống. Mưa bão đi qua nhưng tình người luôn ở lại. Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ bế mạc và trao giải hội thi bắn súng võ thuật Công an Nhân dân năm 2024. Trong 2 ngày diễn ra hội thi, hơn 400 đồng chí là lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của 16 đội thi trong toàn lực lượng công an tỉnh đã thi đấu đầy quyết tâm. Từng cán bộ chiến sĩ đã nắm vững các quy định về điều lệ công an nhân dân, thực hiện thành thục, nhuần nhuyễn, tự tin, đều đẹp các động tác và điều lệnh đội ngũ. Nhiều chỉ huy đội tuyển đã thực hiện tốt từ khẩu lệnh đến phương pháp điều hành chỉ huy. Cán bộ chiến sĩ của các đội nêu cao ý thức tập luyện và thi đấu đạt thành tích tốt nhất. Đặc biệt qua từng nội dung thi đã phát hiện thêm nhiều cá nhân có thành tích nổi trội, tạo nguồn cho đội tuyển công an tỉnh tham gia hội thi, hội thao các cấp trong thời gian tới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải chỉ huy xuất sắc nhất cho Thượng tá Nguyễn Văn Tài, Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh. Đội tuyển khối xây dựng lực lượng đạt giải nhất ở nội dung bắn súng và khối cảnh sát nhân dân 2 đạt giải nhất nội dung võ thuật.